Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Và mình tin chắc rằng hôm nay được tất cả mọi người đều biết ngày hôm nay là ngày gì rồi đúng không? Hôm nay là ngày ông công ông táo. Chúng ta sẽ tiễn ông công ông táo về trời. Và hôm nay thì mình sẽ chơi cái vị tướng trang tử, bởi vì trong game chỉ có mỗi con này là có cá thôi. Đấy, ngoài ra không có con nào có cá cả, cho nên là mặc dù là không chơi trang tử đâu nhưng mà vẫn cố lết để làm một cái video này cho anh em xem. Không biết là cái việc mà đi anh em đi thả cá chép ra ngoài sông thì không biết là có lên kịp đưa ông công táo về chầu trời không, chứ tôi thấy là khi mà tôi lúc lúc mà đi thả là có mấy ông đi tàu mới cả đi à đâu, không phải là đi tàu mà là đi cái thuyền đấy. Đấy, xong rồi bắt đầu là có cái kích với cái vợt là cảm thấy lo vãi cả đái ra. Có khi nào mà chưa kịp đưa ông công táo về trời đã nằm trong cái nồi cá kho đâu nhở, ở cái tình trạng đấy cực kỳ là nhiều luôn nhá. Với cả cái việc mà anh em đi thả ông công ông táo ấy, mẹ tôi nhìn thấy nhiều bà đấy cầm cái túi bóng, bà đấy quăng cái con cá, mẹ nhìn trông phản cảm vãi đái ra. Thế thì cá nó chết cho mẹ rồi, lấy đâu ra mà đưa ông công ông táo về trời được đúng không? Rồi ok, và bỏ qua cái chuyện ông công ông táo đây, quay trở lại với trận đấu thì hiện tại là team mình đang bị ép cực kỳ là nhiều luôn. Từ đầu game đến bây giờ cái đường rồng này bị ép nhiều quá. Rồi hai con đều tay dài, hai con đều có cái kỹ năng bắn tầm xa, cái con mạc tử với cái chiêu hai này, xong rồi cái con mông nha nữa. Cái con mông nha này cực kỳ là khó chịu ấy, nếu mà anh em mà chơi đấu sĩ mà gặp cái con này thì thốn vãi chưởng luôn. Rồi, tạm thời lui về đây. Đây là cái hiệu ứng biến về mà anh em làm nhiệm vụ có thể nhận nha. Tôi thấy cái game Vương Giả Vinh Diệu này của mình ấy, khi mà các bạn có nhiều cái nhiệm vụ các bạn làm miễn phí ấy, mà đồ cực kỳ là xịn luôn nha, không phải là đồ đẻo đâu. Mặc dù là miễn phí nhưng mà nhìn khá là đẹp. Đấy, đây là một cái điểm mà mình vẫn yêu thích cái tựa game này. Cộng với cái việc đồ họa đẹp với cả nâng cấp liên tục. Con cá này thì hiện tại DSB cũng được, nói chung là giải hiệu ứng khống chế khá là tốt. Nhưng mà cá nhân mình thì không thích cho lắm, bởi vì sao? Bởi vì cái chiêu của con cái ulti của con này ấy, cái hiệu ứng giải hiệu ứng khống chế cho team ấy thì nó hồi khá là lâu. Vì vậy khi mà anh em chơi cái vị tướng trang tử này thì cái việc căn sử dụng để sử dụng cái ulti để giải khóa giải khống chế là cực kỳ cần thiết nha. Bởi vì cái thời gian hồi khá là lâu mà căn khi mà combat các bạn dùng vào cái thời điểm thích hợp ấy, thì là giúp team cực kỳ là nhiều luôn. Rồi từ từ bây giờ mình sẽ đến đây nha. Cá đi hơi chậm. Trời ơi, con này chắc chắn chết với mình rồi này. Rồi bố mày dí mày sát đít quay, nhưng mà chiều hồi lâu quá anh em ơi. Má cái ulti 1 phút cơ mà. Đấy, xong còn chưa kể cái chiêu một thì làm chậm này, nhưng mà cũng phải đến 8 9 giây, 7 giây, 7 giây, nhưng mà khá là lâu đấy. Anh em chơi vị tướng trang tử này tốt nhất là lên tanh nha, mặc dù nó có sát thương phép ấy, nhưng mà mình khuyên mọi người lên tanh. Lên tanh thì sẽ hỗ trợ cho team tốt hơn, bởi vì thứ nhất là khi mà anh em bắt đầu combat ấy thì việc anh em sẽ tiếp cận vào trong đội hình và hóa giải hiệu ứng khống chế, và khi đó thì anh em không có cái chiêu thức để mà chạy, cho nên cái lượng máu nhiều sẽ giúp cho các bạn sống sót cực kỳ lâu và hỗ trợ cho team rất là tốt nha. Rồi, ui ma sấy thấm vậy, ôi vãi chưởng. Bây giờ là mình đang băn khoăn về cái việc lên chọn cái khung giờ nào để có thể đăng video cho anh em xem một cách hợp lý nhất nhỉ. Anh em nào muốn mình đăng vào khung giờ nào thì có thể comment phía dưới giúp mình nhá. Đấy, để mình có thể sẽ sắp xếp và để ra video một cách đều đặn là một. Cái thứ hai là nó xem một theo một khung giờ hợp lý, thì như vậy anh em xem nó sẽ ấy hơn, anh em xem nó sẽ tốt hơn. À mà quên, thì hiện tại sau một cái thời gian khá là lâu mình không làm video. Ừ, có thể là mình nói cái này hơi nhiều, nhưng mà hy vọng là mọi người vẫn sẽ like giúp mình nha, bởi vì khi mà các bạn like thì cái video của mình nó sẽ được đề xuất tốt hơn, và khi đó thì cái lượng người xem nó sẽ nhiều lên.
thì như vậy thì mình sẽ có nhiều động lực hơn. Ok, cảm ơn tất cả mọi người nha. Còn bây giờ thì tiếp tục công cuộc đi gank, chưa kịp xuống. Và bây giờ sẽ lấy thêm được cái trụ nữa. Ok, đầu game bị ép khá là nhiều ấy, nhưng mà đến bây giờ thì team mình đã lấy lại được cái lợi thế rồi. Bây giờ chỉ cần đứng giữa nữa thôi, lấy trụ ấy kia, hay lắm. Khi mà anh em lên đủ cái đồ tanh cho cái con trang tử này á, thì anh em đi vào combat cực kỳ là sướng luôn. Tin tôi đi, chờ tôi lên một hai đồ nữa thì tôi lưu cho anh em xem. Về ngọc bổ trợ thì anh em cứ máu với cả tốc chạy thôi. Đấy, cứ lên máu với tốc chạy. Còn về theo đồ thủ thì cũng tùy nữa. Nếu mà team bên kia nhiều sát thương phép thì các bạn lên hai đồ kháng phép đấy. Nếu mà nhiều sát thương vật lý thì anh em lên thủ thôi, lên đồ tanh sát kháng kháng vật lý cũng dễ mà. Chơi tanh thì theo mình thấy khá là dễ, lu vào team bạn thôi. Ui con này nó xây thấm vãi đái rồi nhỉ, chắc là mình phải lên hoàn chỉnh một đồ tanh thì may ra mới ăn được thôi. Nói chung cũng khá là thấm đấy. Rồi có thêm một trụ nữa. Việc anh em chơi SP tanker này cũng khá là nhàn. Chủ yếu là cứ đi loanh quanh kiểm soát tầm nhìn này. Đấy, không phải hỗ trợ AD, hỗ trợ team. Rồi ăn xong bùa xanh thì về đi bạn ơi. Về. Ơ. Ui được được, vẫn máu nhỉ, vẫn máu đánh nhỉ. Ui dính sấy rồi. Con An kỳ lạp này sấy đau vãi trưởng luôn các bạn ạ. Anh em nào mà mới chơi thì có thể sử dụng con An kỳ lạp này để đi đường mid được. An kỳ lạp hoặc là con đắc kỷ. Đấy, hai con đấy chơi khá là dễ. Mà cái con An kỳ lạp này nhiều khi tanh ấy, chỉ cần trụ chính một combo thôi cũng có thể lên bảng luôn ấy, nếu mà không có kháng phép. Thấm vãi. Hoặc nhiều khi các bạn lên danh cao các bạn chơi con này cũng được. Con nào cũng mạnh hết, không có con nào phế đâu. Chủ yếu là anh em chơi như thế nào thôi. Rồi với cái kèo này ông không ông táo về chầu hơi lâu nha. Tìm đâu định úp sọt à? Úp sọt làm gì, rồng này không ăn đi, ăn rồng đi ông ơi. Rồng đi bạn ơi. Súng bỏ súng luôn. Vị trí chuyên của mình là AD. Nếu anh em xem nhiều thì anh em sẽ biết. Đấy, mình thường đánh AD khá là nhiều. Chứ còn sát thủ thì cũng ít này, sát thủ khá là ít đánh, hoặc là đường trên cũng khá là ít. Chủ yếu là đường mid và AD. Đấy. Hỗ trợ thì hầu như đây là cái vị trí mà mình ít chơi nhất luôn ấy. À mà sắp tới mình đang dự định stream ở bên game ở bên Steam nhỉ. Không biết là có nên không anh em nhỉ. Xong rồi kiểu buổi tối anh em mọi người vào tâm sự với nhau ấy. Đấy, kiểu nói chuyện đêm khuya, nói chuyện vui vui, vừa stream game vừa nói chuyện. Tôi thấy cũng khá là hợp lý đấy nhỉ. Nhưng mà không biết có ông nào ủng hộ không, bởi vì trên Steam thì cái việc stream trên Steam nó khác hoàn toàn với cái tựa game mà tôi đang làm đây. Tôi sợ nhiều khi làm thì anh em lại bảo là loãng kênh thế nọ thế kia. Đang tính như vậy, hỏi ý kiến anh em xem, nếu mà được thì kiểu như vừa chơi vừa nói chuyện với anh em cho nó vui nhở. Bây giờ hiện tại Tết đang rảnh mà, làm gì có cái gì để mà làm đâu. Dịch chỗ tôi thì đang bùng rồi. Công đi vịn nhiều vãi đái ra, đéo hiểu kiểu gì. Ba con vịn, à đâu ba cái lan can bị dính Covid, đâm ra nhiều gia đình tan hoang quá. Sau cái trận cái đợt cách ly dịch này chắc là về phải cách ly ở nhà luôn. Ôi rồi, sợi cứ AD mà phang thôi, cứ AD với áp mà phang thôi. Rồi có mạng cho mình rồi, mình đố bạn chạy được luôn đấy, chạy hộ mình phát.
Rồi tự nhiên có hai mạng luôn anh em ạ. Ván này tuyên bố SB gánh team nha. Lên cái món đồ kháng phép này cũng có khá là nhiều lợi thế, bởi vì thỉnh thoảng các bạn sẽ được hồi lại một chút máu. Đấy, xong rồi có cả 1.000 ấy nữa. 1.000 máu tối đa cộng với cả 360 kháng phép. Đấy. Xong rồi hình như là mỗi mỗi 3 giây thì được cộng thêm 30% hiện tại đang có thì phải, hồi máu thì phải. Khá là lợi. Xong rồi sau món đồ này thì mình sẽ lên thêm một cái trượng băng nữa, trượng băng rồi lên cái giáp tinh thần. Đây cái triệu băng thì khi mà anh em combat, anh em lu vào đội hình team bạn thì giữ chân sẽ tốt hơn. Sao lại từ từ bán cái giáp lại đi, quên. Từ đây đâu nhỉ, triệu băng đâu nhỉ? À đây, trên đây đây rồi. Đấy, lên cái đấy thì anh em khi mà anh em vào combat anh em lu cực kỳ là sướng luôn. Sang đây, bơi sang đây. Bơi sang đây mà chơi nè. Ui hay hay hay. Lữ bố phá tốc biến, ui lữ bố lên sát thương mà. Hay lắm. Đấy, anh em lên giờ lên hai đồ tanh thôi. Hai đồ tanh mà vào combat anh em lu thoải mái luôn. Cộng thêm với cái ulti giải hương khống chế nữa. Như kiểu khi mà các bạn đi vào combat thì các bạn bơi ở trong ấy, không kiểu không bị dính một cái chút gọi là khống chế nào, đã tự do vãi trưởng. Rồi chặn đầu hay lắm. Rồi tiêu kiều pha hay đấy. Trang phục này cũng đẹp phết nhỉ, trang phục thiên nga chín vọng hình như là đúng rồi, lúc ulti thì nó chuyển thành màu trắng, nó chuyển thành thiên nga, còn bình thường thì nó là màu tím. Rồi đánh trụ kìa, các ông đánh nhau làm gì? Đánh trụ đi lữ bố ơi. Ô đùa cái vãi trưởng kìa. Anh em nhìn thấy trụ bắn tôi không? Vãi. Ui mãi mới chết kìa. Pha đấy mà lữ bố đánh trụ là win rồi đấy. Má ông ấy đánh chán vãi. Cứ thích đánh người thôi. Win sớm thì không muốn, cứ thích win muộn cơ. Rồi đến khi mà chẳng may có một pha lật kèo thì lúc đấy cảm thấy ngu người. Tôi đoán chắc là kiểu gì mọi người cũng có trong cái tình huống như thế này rồi, kiểu không phá là chính ấy, xong rồi tí nữa combat tổng phát thua, nó quét sạch thôi, xong có mẹ luôn, thua luôn, kiểu ấy bắt đầu cái lúc đấy mới mới, mới cảm thấy ức chế ấy. Rồi xong luôn, ăn luôn, đéo đợi mình, thế là mình lại đéo có bùa, không có bùa anh em ơi, chán nhở. Nhưng mà thôi con đi, Tiểu Kiều con đi ăn linh tinh làm cái gì, đẩy win luôn đi con gì, buồn cười nhở. Má hai ông lại còn giúp vào rừng để ăn gì, định ra ăn rồng à? Mà trong khi team nhà nó, hai cái trụ nhà chính mất rồi, nhà chính còn tí máu thôi mà không tập trung mà ôn đi. Thôi nào, đúng rồi, đúng kịch bản rồi đấy. Rồi được, pha mở công ty chia cắt thiên hạ. Rồi lu vào thôi anh em ơi. Đâu anh em vào đấy, tôi ôm cho. Ủa kìa, ui chị sao lại ra hết thế kia. À, đấy hồi máu cho phát này. Win rồi đấy anh em ạ. Ok, vậy là video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.